bạn đang lắng nghe Call to Share, gọi để sẻ chia. Chương trình Radio Confession được sản xuất và phát hành bởi Văn Lang TV. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Radio Confession, Call to Share, gọi để sẻ chia. Và mình là Dạ Thương, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong tập phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn có thấy rằng không gian ngày hôm nay của Call to Share có gì đặc biệt không nhỉ? Và đây là sân khấu hội trường Trịnh Công Sơn, nơi vô cùng quen thuộc đối với các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Một câu nói mà Dạ Thương rất là tâm đắc, đó chính là yêu cái đẹp là thưởng thức, tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Và để có thể giúp cho các bạn hiểu biết thêm hơn về chặng hành trình tìm kiếm nguồn sáng tạo, cũng như là làm cách nào để có thể định vị được bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật, thì ngày hôm nay chương trình đã mời đến Thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Hạnh. Hiện cô đang làm giảng viên tại Trường Đại học Văn Lang, khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô Minh Hạnh đã ghi được rất nhiều những dấu ấn trong lòng khán giả. Có thể kể đến vai Lừng trong Biển Côn Cao, vai Ngọc Dung trong Huyền Thoại Mẹ và còn nhiều vai diễn khác. Cùng với đó, cô Minh Hạnh còn là một nhà giáo tâm huyết gắn bó với nghề trong suốt thời gian qua. Xin chào các bạn, xin chào khán giả của Văn Lang TV. Hôm nay cô rất vui được ở đây trò chuyện và chia sẻ cùng các bạn những cái điều mà các bạn quan tâm. Dạ vâng, ngày hôm nay em cũng rất là vinh dự khi có thể được ngồi đây cùng trò chuyện với cô, là một nghệ sĩ ưu tú gạo cội. Và cũng không thể để cô và các bạn đợi lâu thêm nữa. Ngay bây giờ thì em xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kết nối máy đến với các bạn sinh viên để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu và trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay nhé. Hello, chào bạn. Mình là Dạ Thương, host của chương trình Radio Confession Call to Share, gọi để sẻ chia. Và góp mặt trong ngày hôm nay đó là thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Minh Hạnh. Hiện cô đang làm giảng viên của Trường Đại học Văn Lang, khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Và chắc chắn cô sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật. Đầu tiên thì mình xin mời bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như là vấn đề bạn đang cần được giải đáp nhé. Dạ em xin chào cô. Hiện tại thì em đang là sinh viên thuộc khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh của Trường Đại học Văn Lang á. Thì em rất là đam mê nghệ thuật và luôn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình và thầy cô. Nhưng thời gian gần đây thì em cảm thấy bản thân không thể hóa thân cũng như cháy hết mình. Và cảm xúc của em thì luôn ở trạng thái lưng chừng, bị đứt mạch và không có nhập tâm được toàn bộ khi trên sân khấu. Thì vậy cô ơi, cô có thể cho em xin những lời khuyên để tìm kiếm được mạch cảm xúc cũng như là kỹ năng lồng kép và nhân vật khi diễn xuất được không ạ? Thường thì khi mình yêu ai đó thì mình có quan tâm không ta? Thường thì mình yêu ai đó mình có quan tâm không nè? Có. Vậy thì khi mà mình nhận một vai diễn thì mình phải tìm hiểu, mình quan tâm, mình nghĩ tới người ta thường xuyên. Đúng không? Và do nghĩ đến thường xuyên đó thì nó dần dần nó sẽ tạo cái cảm xúc rất mạnh chính bản thân mình. Và trước tiên nữa là gì? Là mình phải tìm hiểu cái nhân vật đó. Khi mình hiểu rồi thì tự dưng nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng nó đem tới cho mình. Bởi vì có cái khó của người diễn viên là diễn viên là một cái tôi riêng biệt, còn nhân vật là một cái tôi khác xa mình dữ lắm. Thế thì để cho cái đầu của mình, cái cảm xúc của mình được hòa nhập vào cái nhân vật này thì có phải là mình phải tìm hiểu rất nhiều, phải nghiên cứu rất nhiều. Hoàn cảnh quy định ư, cuộc sống của họ ư, tình cảm của họ ư, lý tưởng của họ ư, hay là cái mối quan tâm nhất trong đời của họ là gì? Ví dụ có người quan tâm tiền là trên hết. Tiền muốn làm miễn sao làm ra tiền là được. Dễ cướp giật, làm ra tiền có nên không? Không. Đúng không? Vậy thì còn cái người mà muốn làm ra tiền nhưng mà đồng thời nó đem lại lợi ích cho xã hội, đem lại lợi ích cho gia đình thì họ là con người như thế nào? Họ vững vàng hơn, họ trong sáng hơn. Và như vậy thì khi mà mình tìm hiểu được nhân vật rồi thì mình sẽ dễ hóa thân vào. Và khi mình hiểu ngọn ngành của nhân vật rồi thì cái cảm xúc của mình nó sẽ đi theo rất nhiều. Cũng như là mình đang tìm hiểu một người yêu và mình hiểu cặn kẽ rằng người ta thích cái gì, người ta cần cái gì và người ta
đối với bản thân mình đã làm mình rung cảm được cái gì, thì tất nhiên khi mà mình có được tất cả những điều đó thì cảm xúc đó thật sự tự nhiên đến, bởi vì hai cái tôi này nó đã đi gần đến với nhau. Dạ, em từng rất ấn tượng với những vai diễn đầy chiều sâu của cô, như là vai Lỗ Tứ Phượng trong Lôi Vũ, cô giáo Nga trong Bông Hồng Cài Áo và Ngọc Dung trong Huyền Thoại Mẹ. Thì vậy cô ơi, làm thế nào mà mình có thể nuôi dưỡng được những cảm xúc để thấm vào từng nhân vật cũng như là thích nghi được với nhiều vai diễn khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các vai diễn mà mình đã đảm nhiệm ạ? Thì như cô đã nói rồi á, là mỗi một cái vai diễn nó có cái tính chất khác nhau. Mình phải tìm lấy cái đặc tính, một cái tính cách riêng của nhân vật, một cái điều mà nhân vật đó nổi trội nhất trong cái tâm hồn của nhân vật đó, và mình tìm cách mình khai thác nó. Tất nhiên tâm hồn nó nằm trong đầu, mình không thể nói là mình chụp hình hay là mình quay phim cái tâm hồn đó được, nhưng nó là cái điều trong này, nhưng nó chỉ huy tất cả những cái hoạt động bên ngoài của mình, hoạt động về tâm lý ư, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng thái độ ư. Một người hiền hậu thì họ nói chuyện như thế nào, một người dữ dằn thì họ nói chuyện như thế nào, khác hoàn toàn. Thành ra cái nghiên cứu của diễn viên đối với nhân vật là điều rất quan trọng. Nếu như mà mình muốn làm diễn viên nhưng mà mình lười quá, mình hơi làm biếng suy nghĩ quá, thôi kệ nó đi, mình có nhiêu mình lên mình làm nhiêu thôi, thì cái nhân vật này của mình sẽ giống nhân vật thứ hai, nhân vật thứ ba, thứ tư. Và cô cũng xin nói rằng sau những cái lần biểu diễn các cái nhân vật đó, ngay cả cô tự xem lại mình, cô cũng thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm kìa. Tức là mình vẫn thấy mình chưa có hoàn hảo, mình vẫn thấy là mình cần phải có thêm nhiều nhiều những cái tìm hiểu độc lạ hơn. Mà nó, một khi cái cơ hội nó đã trôi qua rồi thì nó sẽ không, mình sẽ không quay lại được. Cho nên cô luôn luôn nhắc nhở diễn viên của mình, sinh viên của mình, hãy nghiêm túc thật sự trong chuyện làm nghề, nhất là nghề về nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là sự sáng tạo. Mà sự sáng tạo, nếu như mà anh lười, không bao giờ sáng tạo được đâu. Bất cứ một nghề nào, mà cái nghề sáng tạo bên diễn viên nó là cái nghề nó thuộc về tâm hồn đó kìa. Cho nên là phải hết sức yêu nghề, phải hết sức trân trọng. Và cô luôn nhắc các em là cái con đường đi của nghệ thuật nó là chông gai lắm, không phải là con đường trải hoa hồng và đèn sáng rực rồi hoa hồng quăng lên con đường trải thảm, không. Nó là một con đường rất khó khăn. Một con đường rất khó khăn khi người ta xây dựng được từng bước đi lên. Cái tầng nấc này để đi lên được những cái tầng nấc khác. Để có thể có những cái vai diễn ghi đậm dấu ấn lại trong lòng khán giả. Cho nên là cô mong muốn rằng là khi mà mình yêu một cái nghề thì mình luôn luôn quan tâm trau chuốt nó. Thậm chí là ngày xưa lúc mà cô còn là diễn viên trẻ ha, vậy đó mà hả, đến nỗi đi vô nhà tắm cũng nghĩ về cái nhân vật đó đó, tin không? Ôi, tự nhiên nghĩ thôi, ngồi ngồi ngẫm nghĩ, ủa tự nhiên nó nảy ra. Mà bởi vì sao? Cái nảy ra đó không phải vô nhà tắm mới nảy ra, mà nó là thường xuyên suy nghĩ về đó, rồi tới một cái đỉnh điểm nào đó nó sẽ bộc phát. Tư duy của con người hay lắm, mà nếu như ta chịu khó đầu tư, ta chịu khó suy nghĩ, sẽ sáng tạo sẽ quay về. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ từ cô Minh Hạnh rất là nhiều. Và thật sự, em rất bất ngờ khi hôm nay được trò chuyện cùng cô, một người mà em cực kỳ ngưỡng mộ và luôn truyền lửa cho tất cả các bạn sinh viên trong khoa. Và sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì bản thân em đã được tiếp thêm năng lượng, nhiệt huyết và nhiều động lực hơn cho chặng hành trình sắp tới. Và cuối cùng thì em xin chào cô Minh Hạnh và chào bạn Dạ Thương. Chúc chương trình ngày càng thành công và phát triển. Chúc em luôn luôn thành công.
Cảm ơn bạn đã đến và cùng trò chuyện với chương trình. Và mình hy vọng rằng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì bạn sẽ luôn cháy hết mình với những vai diễn và ngày càng thành công hơn trên con đường nghệ thuật mà bạn đã chọn nhé. Chào bạn! Sau cuộc trò chuyện với bạn sinh viên vừa rồi thì chúng ta cũng đã giải đáp được phần nào của câu chuyện. Tuy nhiên rằng chương trình lại nhận được khá là nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên về chủ đề ngày hôm nay và mong muốn được chia sẻ thêm với khách mời của chúng ta. Dạ cô Minh Hạnh ơi, dạ gần đây thì em thấy là có nhiều cái định kiến liên quan đến việc là nếu mà mình không nổi tiếng thì sẽ không thể nào bám trụ lâu được trong ngành nghệ thuật. Và còn đặc biệt hơn là còn có một định kiến về nữ giới là bạn nữ chỉ nên theo những ngành như là diễn xuất nè, biên kịch và không nên làm đạo diễn bởi vì làm đạo diễn sẽ rất là vất vả. Vậy thì cô có những suy nghĩ gì về những vấn đề này ạ? Phải nói là không thể nói rằng cứ 1.000 diễn viên tham gia làm nghề diễn viên thì 1.000 diễn viên đó phải là ngôi sao xuất chúng cả, đúng không nè? Mỗi một người có một cái tư chất riêng, mỗi một người sẽ có một những cái cơ hội riêng nữa. Cái nghề này không chỉ là năng khiếu, không chỉ là năng khiếu phát triển lên tài năng và họ cần có cơ hội nữa cơ. Tuy nhiên, tài năng là quan trọng nhất. Và cái tài năng đó phải được rèn luyện, phải được yêu, phải được rèn luyện, phải được trao dồi hàng ngày, hàng ngày. Đó là một. Và cái điều thứ hai là không phải tất cả những người học diễn viên ra đều là phải là diễn viên nổi tiếng đâu. Có thể người ta là diễn viên, rồi người ta sẽ học lên nữa để người ta đi dạy trở lại, để trao truyền lại cho lớp trẻ sau này. Đó cũng là một điều hay, đúng không nè? Rồi cũng có thể trong cái ngành diễn viên có rất nhiều cái cách để tham gia. Anh có thể tham gia phim, anh có thể tham gia kịch, anh có thể làm truyền hình, anh có thể làm TikTok, anh có thể làm những cái clip ngắn ngắn để ở trên mạng mà. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm tới cái thông điệp mà chúng ta đưa ra cho khán giả là gì. Và nó phải dẫn đến cái suy nghĩ tiến đến chân thiện mỹ của con người. Thì cái điều đó chúng ta mới là những người có ích cho xã hội. Còn nói là về nữ giới á, không nên làm đạo diễn á, thì có thể một phần là do sức khỏe. Đối với nam giới thì cái sức khỏe của họ mạnh hơn và họ có nhiều thời gian hơn là đối với nữ giới. Nếu như nữ giới mà là còn sống độc thân á, thì còn lăn xả. Còn nếu nữ giới mà có gia đình, có con cái này nọ kia thì phải chăm lo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nữ giới không làm được đạo diễn. Đã có những cái đạo diễn nữ rất nổi tiếng, cả thế giới cũng như là Việt Nam. Có. Cho nên là nếu chúng ta vượt qua những điều đó thì chúng ta vẫn có thể làm. Chính yếu nhất, cốt lõi nhất là mỗi một con người chúng ta đã phấn đấu như thế nào cho cái niềm đam mê của mình. Cái điều đó là chính. Và luôn hằng ngày trau dồi để làm mới mình, làm mới cho cái nghề của mình. Thêm những kinh nghiệm, thêm những cái điều hay, thêm những cái điều cần thiết cho cái nghề của mình. Đó là cái điều cần thiết hơn. Và phát triển hay không là như vậy. Dạ cô ơi, em thấy là với cái ngành nghệ thuật này thì mình luôn cần phải có cái sự đổi mới. Bởi vì như cô cũng đã nói là xã hội đang ngày càng phát triển, thì đương nhiên rằng là chúng ta cũng cần phải thay đổi càng ngày càng nhiều để có thể phù hợp với công chúng, phù hợp với thị hiếu. Dạ, vậy thì cô ơi cho em hỏi làm cách nào để mình có thể luôn ở trong một cái trạng thái này, sẵn sàng này, duy trì phát triển bản thân mình trong nghệ thuật mỗi ngày hơn ạ. Muốn duy trì cái lửa trong mình thì phải làm sao ta? Thì mình phải tự đốt lửa cho bản thân mình chứ. Cái năng lượng mình có là mình phải nuôi nấng nó, mình phải phát triển nó. Cái lòng yêu nghề và cái sự tìm tòi. Các bạn một ngày các bạn không đọc một trang sách thì các bạn biểu các bạn muốn tìm tòi, tôi học hỏi dữ lắm,
tôi ham muốn được bay cao bay xa. Nhưng mà các bạn không chuẩn bị tập thể dục cho đôi cánh, các bạn không quan tâm tới cái sự gọi là làm đầy cho kiến thức của mình, làm đầy cho kinh nghiệm mình, rèn luyện để kỹ năng mình ngày một tốt hơn, thì các bạn muốn bay cao làm sao bay được ta? Hơi khó hả? Phải cố gắng hàng ngày, phải cố gắng hàng ngày. Nghe bản thân cô cũng vậy, cô cố gắng hàng ngày đây mà còn chưa xong nữa. Tại vì mỗi một người với cái điều kiện riêng, với cái khả năng, tính cách cũng như là cái sự gọi là tiếp thu nghề nghiệp, hay là cái sự gọi là cái lửa nghề, cũng như là cái trình độ. Mà cái trình độ không phải chỉ là cái anh học hết đại học gọi là anh trình độ đó đâu. Anh học hết đại học nhưng mà anh phải nghiên cứu như thế nào để anh có thể lăn xả vào cái nghề này, thì đó là cái điều quan trọng. Thì theo cô nghĩ thì như nãy giờ cô đã từng nói là mỗi một người đều phải giữ cái lửa nghề của mình. Nó phải luôn luôn cháy á. Thì và phải lăn xả. Và tự nhiên có thể một ngày nào đó nó kích ứng trong lòng tụi con một cái ngọn lửa rằng là tụi con phải đi học đạo diễn. Bởi vì con cảm thấy là cái này con phù hợp. Và tự nhiên con đi học. Và khi đi học mà người ta mà thật sự yêu nghề đó là người ta nghiên cứu dữ lắm. Muốn làm một diễn viên, muốn làm một cái thành viên trong nghệ thuật, anh cần phải hết sức là siêng năng, hết sức là tâm huyết, trăn trở với nghề và luôn học hỏi, luôn học hỏi, trau dồi nó. Chứ không có thể ngồi đó mà chờ. Không thể ngồi đó mà chờ là ngày xưa cô bị. Tức là cô nghĩ là cô diễn khá rồi. Cô nghĩ là chờ các đạo diễn lại mời mình. Nhưng thật ra có hàng trăm, hàng ngàn người giỏi mà có khi giỏi hơn mình nữa. Cái đó là mình không nên chủ quan. Và Thành Hội đã nói với cô một cái câu này rất hay. Bà tối ngày bà ở trong nhà bà văng mùng mà nằm ngủ, xong rồi người ta đi cầm cờ hoa, người ta vẫy, người ta đi chạy trên đường. Bà nằm trong đây bà văng mùng mà ngủ, rồi bà biểu người ta vô dở mùng kêu bà đi hả? Còn khuya. Thành Hội nhắc cô một câu rất hay, cho cô nhớ hoài à. Những kiến thức và lời khuyên vừa rồi của cô Minh Hạnh trong tập phát sóng ngày hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích đối với những bạn đang trên con đường chinh phục những đam mê nghệ thuật. Và Dạ Thương cũng xin chúc cho các bạn ngày càng nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực để tạo nên nhiều dấu ấn tuyệt đẹp trên con đường nghệ thuật nhé. Cô muốn chúc các bạn sinh viên chúng ta sẽ có một cái kỳ thi thật là tốt đẹp, điểm cao, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong năm 2024. Và thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa. Dạ, em xin chúc cho cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, giữ vững được nguồn lửa của mình để truyền tải thêm cho thế hệ sau nữa. Và thời lượng của chương trình xin chính thức được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên là nhấn theo dõi Vanline TV, bởi vì Contouche sẽ còn quay trở lại với nhiều chủ đề thú vị khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.